nói đi. Chúng ta chỉ thế sao em hãy nói đi. Những vấn vương chắc có lẽ chỉ toàn là tổn thương thế thôi. Xin em hãy bớt đi, đừng để vết sâu trong lòng nhau đau lớn hơn. Baby baby, có lẽ điều nuối tiếc nhất khi yêu em là vì đắm chìm vào nỗi nhớ chính em gây ra rồi phát điên. Trái tim giờ như đã vỡ tan rồi, giống như bị treo cổ bởi giấy thư. Chính anh đã ôm lại những hy vọng, đổi lại trong em một vị trí lương trường. Đã từ tìm đến và từng thương, để giờ không biết đau điểm dừng. Mất đi phương hướng ở mình thân, đâu là danh nghĩa ta đã từng. Anh giờ là ai? Sau bao nhiêu thứ trong em, anh giờ là ai? Nói